Hai bạn ở ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. À, 2 năm trước thì cũng có thích người. Ồ, sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích 1 năm thì thân của em thì cũng có dèm pha, nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Được đơn gái rồi. Được đơn gái rồi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi, cảm ơn cô. Mời bạn nam. Chào các bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. Là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. Kỳ lạ nha. Có khi nào cái duyên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử. Ừ đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi đâu. Em ở đâu em? Dạ em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có dạ. Quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Được, ổn. Anh ơi kìa. Là em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? Đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Sao trùng. Bà má ông bà coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Rạch Giá luôn em hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Rồi hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang là đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em là toàn thời gian đó chị, là làm từ sáng cho tới tối. Dạ do tính của em là sống hướng nội ít khi hướng ngoại đó chị, thì làm tan ca về thì chị ở nhà thôi. Mà mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ồ sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích 1 năm thì thân của em thì cũng có dèm pha, nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Không động đậy rục rịch gì không hết. Không có gì hết. Rồi, bên đây mình chủ động bên luôn em. Bên kia được là anh Linh phải kêu bên đó chủ động giùm em. Bên đây chủ nha. Động luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ, em thích người cao hơn em một cái đầu. Không hút thuốc. Có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ, biết quan tâm, chia sẻ. Sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bà bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm
chắc có 6 tháng. Mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được 2 mối tình. 2 mối tình mà mối tình đầu tiên là 8 năm. Đó là quen dạ. Từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ 2 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới. Gì nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em? Tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe à, không có lễ phép. Yên tâm cô kia lễ tân mà lễ trời tân ơi mà. Đẹp ai xinh cười ai cũng cười ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào, hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai bên kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng lắm em ơi. Dạ có một điều nữa cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ nụ cười hiền. Gì vậy tự nhiên nụ cười hiền cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích với người có em... tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Mua đen người ta làm láng. Xuất tiến lên, thương mại mà lên. Tướng ngon không? Rồi đẹp trai. Sang trọng. Nè ngồi xuống góp ý chân thành nha. Dạ. Nhậu ít lại nha. Dạ. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Dạ. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà tập tại vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình dạ. Có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nha vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau là buồn buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng hoài thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn, nặng massage mặt để cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Dạ, mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body quần áo body thì phải cái bụng nó phải 6 múi cái bụng có 1 múi à thì ở ấy gán đi tập gym đó chị chê quá là gái chê quá dạ được không chị được quá được luôn để em coi đây chốt cái bụng hơi tròn chút ô trời gái kiên giang được anh này được đẹp trai chồng giận thì em làm cái gì chồng giận á chắc em không có nói gì đâu không nói gì thì mấy dạ, lúc chắc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng massage mặt em làm gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích đó. Không. Dạ. Massage bây giờ đâu phải massage là xấu đâu massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ bộ. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em dạ. Để khi ai khen em đẹp chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Ha, thấy ổn đó. Dạ, ha. Cảm ơn em. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có ạ. Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. Chào bác. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có vũ phu. Được con gái ơi. Được con gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi chết rồi tiêu rồi. Rồi cảm ơn anh được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên phải khai thác chuyện đó nha. Hơi giấu nha. Rồi kéo màn lên đi. Kéo màn cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là những cái có anh, mà cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói đúng chung không? Thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ. Tánh anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động anh lạc thì anh không có nói chung không có quan hệ.
Dạ. Thành ra là không có gì dướng dướng bận nha. Thôi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Rồi, em thấy anh sao? Dạ anh thấy, em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền. Thì dạ. Em thấy anh hiền. Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? À, cho vợ anh giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền không được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Như vậy thôi, mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là ví dụ như mình về dưới mình sẽ gặp nhau nhiều hơn rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ em sẽ suy nghĩ. Rồi. Rồi, suy nghĩ đi, quyết định nha. Một. Ông lùng. Anh hùng không kịp chi vậy? Hai. Ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Nắm luôn chứ bắt cái gì? Nắm hả? Nắm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nắm rồi, anh nắm phép. Đấy, hồi hộp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi. Ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Này cũng bác. Không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? À, cũng không phụ lòng em luôn. Cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Thôi mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Em chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1994. Dạ, hiện thì em đang làm về công việc hành chính tự do. Em lúc trước em học đại học y dược. Dạ, em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Tùng là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Vũng Tàu anh Linh. Vũng Tàu, bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi. Rồi, nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân và bạn nam phía bên kia luôn ạ. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ, con vừa tròn 23 cái xuân xanh. 23 tuổi. Và hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là con đang du học ở bên Canada. Dạ, và con rồi về Việt Nam về Việt Nam để tránh dịch đúng dạ. Không? Về lâu chưa con? Tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú. À năm hả? Tưởng nó mới về. Rồi mới là về năm cuối. Dạ đang là sinh viên năm cuối. Mà giờ mình quyết định là mình hẹn hò luôn. Tại ba mẹ cũng nhẹ ý từ hồi con ở bên bển rồi. Con về đây thì con cũng coi chương trình mình, con thấy chương trình mình cũng nhân văn, con cũng thích. Con thích cho nên là con muốn có cơ hội có thêm bạn bè. Rồi vậy con nói luôn về mình đi, về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Con khá biết quan tâm tới người khác. Chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Còn bạn nam? Điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu, rất là quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của em á, thì em hay giở dây thun anh à. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích người phụ nữ quá là càm ràm. Một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2 đến 3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không bản sao tính đâu gì? Rồi em sẽ nhưng nói mà... lần thứ 5, thứ 6, 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không càm ràm vậy đó dạ. Để cô bảo vệ con, dạ. Con có bị càm ràm không? Dạ không mà. Không hả? Dạ. Con càm ràm cũng được, không có sao không? Chào con, 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi, xưng con luôn đi. Tại vì nhỏ chào... gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ, rồi bé 23 tuổi hôm nay nó gọi là cô rồi dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng á, hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn á, hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó.
Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đằng trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada, học bác sĩ ra. Đẹp gái, bên đây cao, cũng, bên dáng đây cũng như người mẫu. Du học như bộ du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam, đại học y dược. Dạ, con chào chú. Rồi, chào con. Con cao mét bao nhiêu, con nói cho dạ, chú hết. Dạ, con cao khoảng 1m7. Mét 7 đó. Mét 7 ha. Đó. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Nói vậy là ok rồi. Rồi. Ừ. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Ừ. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông, để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì ông nắm tay tôi? Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao không lèm bèm được, đúng càm không mọi người lắm luôn. Thì đó, tại vì chưa đúng là phải càm. Chưa thấy bà mối nào mà càm ràm từ sáng chừng tới nào chiều tối. Mà người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại, đúng không? Cho nên là không phải tự dưng người ta càm ràm. Rồi bây giờ con sẽ giới thiệu những cái gì chú mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. Không quá mặt, với lại không có râu, dễ nhìn sáng láng là được. Sao bên đây đẹp trai nha. Sáng sủa, dạ, tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè, dạ, cao 1m7 hơn con. Dạ. Rồi con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng. Xin thưa, em không bao giờ em hút thuốc, em không thích hút thuốc. Và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ gói thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ, tính em rất là thoải mái, không có kiểu như gia trưởng em phải thế này, em phải thế kia. Cái này là mình có sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình? Mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca Diva Mariah Carey đó. Không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu. Ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy. Đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí. Đúng dạ không? Đúng rồi. Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Cháu nó đi du học là mấy năm rồi, mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ mới yêu đương vớ vẩn. Lý do sao 23 tuổi xinh đẹp và chưa có tình yêu hả con? Ta đi qua bển ta học chứ ta qua bển để yêu chắc. Hả? Xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Em gái xinh đẹp ơi, thì tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? Em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp nữa anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không? Con nói là con chưa yêu ai, nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Tại vì lúc đó là con học không có tốt, cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi, cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em có hai mối tình, mà một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn, em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến. Đi chơi mà cứ bấm điện thoại lướt Facebook rồi nghe nhạc này nọ kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Dạ. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi ý người thân cái nữa. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con. Ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi chào nhà gái. Dạ mời anh. Xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào hai MC rất dễ thương. Và xin chào bạn trai. Dạ chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng. Đây là bà xã tôi. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên ốc anh không phải bằng họ mà là do mai mối. Mai mối. Nên tôi rất rất thích chương trình này, nhân văn này. Tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Bởi vì coi đi coi lại rất là nhiều lần. Là rất là thích. Bé về một năm nay để tôi động viên khuyên nhủ nó. Nguyên gần một năm nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì tôi thấy là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác cụ và phụ huynh là ngại, rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia, nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy.
nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi, vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã cái duyên, xa duyên cho vợ chồng tôi qua cái chuyện mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội, nhưng mà bạn thì có một chút thông minh, sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn, giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn nói ngay, nói liền, và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy là không để bụng, không để gì hết. Khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm, nào là hậu đậu nè, tồ nè, nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, hung dữ. Đừng cưng quá đó, có không? Dạ. Đúng rồi. Rồi hết kỹ, và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Siêu ngủ muộn chứ phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giờ. Là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi. Có biết. Những hôm con thức tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một mình nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng hả. Thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ thiệt. Thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó. Nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà, hối hoài. Mới 23 thôi mà. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok. Con mặt nhân hậu. Dạ, cảm ơn chú. Đẹp trai ngăn ngửa với chú. Qua cùng tên với chú. Nhưng mà có một điều này nè, là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái, chú hai đứa gái giống anh Nguyễn Linh nè. Dạ vâng. Nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng. Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á, là sau khi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Khùng của chú. Dám nhậu cụ chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận á, thì con sẽ theo đội của mình. Dạ. Rồi bên đó đi với ai con? Dạ, con đang đi với anh họ con ạ, anh Khánh ạ. Đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này. Về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay. Anh chỉ nói vậy thôi. Câu này hay nè. Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cái thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Đứng lên đi con. Em chào anh. Chào em. Hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Mời em ăn thử. Bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ, bánh đậu xanh. Cảm ơn anh. Tự nhiên ăn đâu, không ai thấy đâu. Hôm nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow, rất là đẹp nha mọi người. Cầm một con lên đi, cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết một thông điệp về cuộc sống. Đó, đẹp ghê á. Con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi, cả tim đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn rồi. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con nhưng mà. Em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em rất là tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng em Hạ một bài hát. Just can't say you don't even know how I'm alive. This is war gone by. Don't care to see me cry. And here I am still holding on. You can't say my voice gone. No, no. Even though I try, I can't let go. Something in your heart captured my soul. And every night I see you in my dream.
Trời anh hát hay quá à. Giờ tới em. Dạ không, hát tiếng Anh chưa tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ hôm nay hát chưa tốt. Hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guide and star. It's easy. Take me to your heart. Cảm ơn. Rất đẹp đôi. Đúng luôn quá hả con? Thôi bây giờ dạ, các bạn về vị trí ngồi đi. Chúng ta trò chuyện. Cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương. Dạ, giọng nói rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó, dạ, thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó. Dạ. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ, em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Thời đại 4.0 này dạ, rất là dễ dàng kết nối. Dạ, nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy với sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ, tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất dạ, thì rất là chân thành mà đúng không mọi người? Dạ. Dạ. Gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Ba em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á, cho nên là ba em muốn bắt rễ. Chứ lại về để có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận, cho nên là ba em đang là hoa khô trong nhà anh. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp. Là cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Duyên suy. Dạ. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi. Tại sao em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Bởi cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Trẻ là vậy, hiện đại là vậy con. Đó. Nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không có thích. Có rào trước đó sao? Hãy để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha. Nào hãy nắm tay. Và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Dạ, con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi, hai bác gật đầu rồi đó. Dạ. Xin hai bác luôn đi con, hôn nụ hôn đầu tiên á. Dạ, con xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Hãy cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này. Cho dù xa hay gần gì, quan trọng là yêu thương nhau là được. Dạ. Ha? Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh cùng với quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 31 tuổi, hiện tại thì em đang ở Hóc Môn ạ. Ngọc đang... Anh. Mình đang làm gì việc Ngọc gì? Anh? Em đang làm nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Mời em trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, dạ, chào bạn nữ bên cạnh và chào quý vị khán giả bên dưới ạ. Em là Lê Nhật Trường, em năm nay 32 tuổi. Em sinh ra từ Thừa Thiên Huế và lớn lên ở Đồng Nai. Và hiện đang lập nghiệp ở quận 12. Ôi, quận 12 tới Hóc Môn rồi trường. Em là dân Florida, chuyên thiết kế trang trí hoa tươi. Em cho nhà gái biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em đi. Em là người năng động, em có thể chơi thể thao. Trong công việc thì em có thể sắp xếp công việc và làm việc một cách nó nhanh nhất mình có thể để mà hoàn thành tốt công việc của mình. Đối với bạn bè anh em thì em chơi rất là chân thành với anh em bạn bè của em. Em có thể nấu ăn, những là công việc cơ bản của người mình có thể mà để gọi là sinh tồn em làm có thể làm được hết. Đấy. Còn điểm yếu của em có lẽ là em có hút thuốc. Em cũng có một nhóm bạn, những bạn chơi đàn,
những anh dạy đàn ở nhạc viện, lâu lâu tụ tập nhau lại thì đàn hát rồi người uống vài chai, nói cái chuyện nó chia sẻ với nhau cho nó vui đấy. Thì sơ bộ thì em giới thiệu như vậy. Mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái giới thiệu về mình, ưu điểm khuyết điểm nè. Dạ, ưu điểm của em á là rất là chân thành. Khi mà làm việc á, nói chung là rất có tinh thần trách nhiệm với công việc, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ. Lắm lúc thì vui vẻ quá thì kiểu như khùng khùng vậy á. Còn dạ, thì khuyết điểm của em thì lắm lúc thì cũng mít ướt, dễ cảm động. Đôi lúc thì cũng hơi khá khó tính ý. Kiểu như không biết cái nết mình sao ấy. Không biết mình muốn gì vậy, đúng không? Đúng rồi, rất là khó tính, khó nết. Em cảm nhận em như vậy luôn á. Khó tính, khó nết. Dạ đúng rồi. Chiều cũng mệt lắm đó nha. Đường tình duyên của em trai sao? Chính thức thì em trải qua 2 mối tình. Mối tình mà cuối cùng kết thúc cách đây chắc hơn 4 năm rồi. 4 năm rồi, em yêu mấy năm? Tầm 1 năm anh. Yêu có 1 năm mà kết thúc 4 năm nay rồi. Dạ, kết thúc cũng hơn 4 năm. Mối tình đó là dài nhất 1 năm đó hả? Cả 2 mối tình của em đều gần 1 năm thôi. Gần năm thôi. Dạ, em quen 2 người, cả 2 người đều gọi là có những sự thời gian sống thử với nhau. Khi sống thử á, sẽ lòi ra được nếu còn những cái mà khuyết điểm của bản thân của đối phương á, mình sẽ nhận ra được. Và lúc đó sẽ sống thật, bộc lộ được hết. Nên mình sẽ nhận ra được hợp hay không hợp, mình lúc đó mình sẽ biết được. Nhà gái thì sao? Tình trường của em thì em trải qua có 1 mối tình thôi. Chính thức mà quen nhau ấy, thì chắc khoảng 2 năm ấy. Ừ. Dạ, cũng cách đây khoảng 4 năm rồi. Trong thời gian 4 năm đó thì cũng có tìm hiểu, cũng có nói chuyện người này người kia, nhưng mà chắc không có duyên á. Ừ. Cũng không tới với nhau. Chào em gái dễ thương. Dạ. Thí dụ mối tình này chúng ta sống thử với nhau. Chắc em cũng là người phụ nữ kiểu khá truyền thống á. Khá truyền thống. Em nghe kiểu vậy em cũng hơi ngại ngại hả? Dạ đúng rồi. Để chị qua chị nói về vấn đề sống thử cho. Thôi làm dữ vậy. Rồi chị Lan. Chào chàng trai. Cái vấn đề mà sống thử á, có khi nào bạn nghĩ rằng á là do bạn sống thử với nhau trước, cho nên là khi mà xảy ra vấn đề á, mình lại không có một cái sự ràng buộc nào hết, cho nên chúng ta dễ bung ra không? Cả 2 người em quen, em được xác định là lâu dài. Khi sống thử á, sẽ lòi ra được nếu còn những cái mà khuyết điểm của bản thân của đối phương á, thì mình sẽ nhận ra được hợp hay không hợp, mình lúc đó mình sẽ biết được. Em có dẫn về gặp mẹ, gặp bà con trong nhà em á. Lý do sao chia tay? Bạn ấy là mẹ đơn thân. Mà có những cái mà gọi là đòi hỏi nó quá cái khả năng của mình á. Qua những cái lần đó thì em thấy trong 2 lần chia tay đó, em thấy mình có lỗi gì không? Em hơi nóng tính, em phải thừa nhận điều đó. Mà tính em rất là thẳng. Em rất là thẳng tính. Bạn bè của em, thậm chí mà anh bạn hôm nay đi với em đến đây cũng vậy. Anh ấy là anh có hay nói với em tính của mày nóng như vậy, đôi khi thẳng quá nó cũng không có tốt đâu, nên mình phải tập cái tính mà khéo hơn một xíu đi. Nhưng mà em nói thật, em mà không thích rồi thì rõ ràng một điều là em phải nói lại ngay điều gì đó làm em không thích, chứ em không có kiểu mà bằng mặt không bằng lòng, không bao giờ em sống người đó được. Cái lỗi của em là nóng tính trong cái 2 cái lần chia tay đó không? Có không? Lần sau thì không có anh. Lần sau cho đến bây giờ em vẫn không biết cái lý do thực sự của cái lần chia tay lần thứ 2 là vì sao. Tới bây giờ em vẫn không biết được nguyên nhân của nó. Thôi mình cũng... Thì thôi, nói chung là mình đã biết khuyết điểm của mình rồi, thì mình cố gắng mình khắc phục ha. Và bây giờ là nhu cầu mà mình có một cái người yêu nó như thế nào nè? Tính tình ra làm sao? Thì thực tế mà nói em là người gốc Huế, nhưng mà em lớn lên trong Nam từ nhỏ. Tại vì 1 tuổi là gia đình em vào trong đây rồi, vào trong Đồng Nai rồi. Cho nên em cũng sống rất là gọi là... Có nhiều người nói em có một gọi là tính cách phóng khoáng. Em cũng rất là thoáng, cho nên em cũng không có gọi là... Phụ nữ bây giờ người ta cứ hay sợ là đàn ông gia trưởng, nhưng mà em nghĩ là em không có đâu. Em muốn một người phụ nữ có thể hiện đại. Càng hiện đại càng tốt. Tại vì khi hiện đại người ta có thể chia sẻ, người ta rất là thoải mái trong cuộc sống này với mình, thì mình sẽ dễ hơn. Chứ có những bạn đôi khi mà họ truyền thống quá thì mình sẽ đoán già đúng không? Nó sẽ rất là mệt cho mình. Cứ thoải mái với nhau đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cứ thoải mái, cứ thẳng thắn với nhau. Có bất kể vấn đề gì đó cứ thẳng thắn với nhau. Chứ đừng bao giờ mà cứ thấy không được, không bao giờ nói mà cứ im. Cứ gầm cái mặt xuống cái đó là được không em? Em chịu. Cứ thẳng thắn với nhau được không? Được. Em là một cái cũ cũng vì là bạn nam không có chịu chia sẻ với em nên em mới kết thúc đó. Không chịu chia sẻ là kết thúc liền đúng không? Đúng rồi. Vậy là hợp luôn bên đây rồi đó. Tính em cũng thẳng lắm á. Em mà đã hỏi mà không nói là em thôi luôn á. Nhưng mà cũng mình cũng là người không phải là mình thẳng thắn quá, mà mình cũng cho người ta thời gian. Nhưng mà người ta không có chịu thay đổi, thế là em... Những cái lần mà chia tay bạn trai đó thì dạ. Em có thể mình biết mình có một cái lỗi gì đó không? Em thì
Em nghĩ chắc là mình cũng không đủ kiên nhẫn ấy, kiểu như mình cũng cũng em cũng có tính cũng cũng khá nóng tính. Nóng tính nữa. Đúng rồi. Hai người này gặp nhau là mệt lắm đó. Hai người đều nóng hết trơn đó. Dạ. Vậy em thì... em hỏi mà không trả lời, cái em thấy em cũng sai kiểu, nhưng mà bận gì thì cũng phải lên chia sẻ cho em biết kiểu. Bận gì đó cũng phải nói đúng không? Rồi. Đó là cái hai người mọi người nhận ra cái khuyết điểm của mình là tốt rồi, mình khắc phục thôi. Em mong muốn có một mối tình lý tưởng như thế nào? Bạn đó thì không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ đúng rồi. Bạn kia thoáng lắm rồi đó. Này bạn nói đó. À, ý là có chí tính cầu tiến. Cầu tiến ta đang làm ăn rất là tốt luôn á. Rồi bạn đó thì em thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà em không có thích bạn nam hút thuốc. Dĩ nhiên không ai thích người rất kiểu... đa số phụ nữ không thích người nam hút thuốc thôi. Bên đây hút thuốc dữ lắm. Dạ. Không, em cái đó chị Ngọc Lan nói giùm em đó, em không hề nói. Nói chung là chị này, em có thể anh sẽ cai từ từ. Với lại khi mà đi cùng em hoặc là như thế nào đấy thì anh sẽ không hút trước mặt em. Được không ạ? Và nếu mà muốn cai thì phải cho anh thời gian. Đúng. Rõ ràng, tại vì anh nói thật, tại vì anh ra đời rất là sớm, anh nói thật, anh chia sẻ thật luôn. 14 tuổi là anh nói thẳng luôn là anh ra đời rồi. Anh ra đời rồi và anh gọi là anh đi bụi. Tuổi thơ dữ dội quá, có xăm mình không? Có ạ. Có luôn. Có ạ. Thật ra thế này nè, không phải cần phân bua cái chuyện bỏ thuốc hay gì đâu. Bỏ thuốc là để chi, để giữ sức khỏe cho mình. Dạ. Cái thứ hai là bây giờ thật ra đàn ông hút thuốc á, phụ nữ nó hôi cái mùi thuốc lá, phụ nữ không thể chịu được. Thậm chí đàn ông mà ngồi kế bên mà thấy đàn ông hút thuốc phà phà ra trước mặt nó cũng khó chịu lắm. Đó. Anh cũng hút thuốc vậy, nhưng mà lúc đó mình không cảm nhận, mình thấy mình hút sao nó phê phê sao nó thế. Nhưng mà khi mình bỏ thuốc rồi á, mình thấy người khác hút trời khó chịu lắm. Rồi sau này sức khỏe của con cái, rồi sức khỏe của mọi người xung quanh nữa. Dạ. Một điếu thuốc nó có hàng trăm cái loại vi khuẩn ở trong đó. Dạ không, những cái đó em đúng biết không? Em biết đó là người ta mong muốn mình có sức khỏe thôi. Còn bỏ thuốc hay không về hai người từ từ phân tích. Anh nghĩ rằng sẽ bỏ. Dạ. Bỏ đi em, cái gì còn bỏ được mà, đúng không? Thành ra bỏ thuốc đâu có ăn thua gì đâu. Dạ. Đúng không? Rồi quan trọng là lý do để bỏ thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em gái đi với ai? À dạ em đi với chị gái. Ừ, chị gái. Chào em gái. Em có ý kiến gì nãy giờ khi nghe cuộc nói chuyện này, thấy hai bạn này có hợp nhau không? Dạ em chào MC Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Em chào tất cả quý vị khán giả. Nói chung là em là chị gái của Ngọc Anh. Thì nói chung là mình cũng rất là mong em mình gặp một người để em có thể có một cái hạnh phúc á. Thì nên là mình, em cũng là người chủ động đăng ký cho em gái. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện này đó. Chào bạn nam bên cạnh nữa. Yeah. Qua cuộc nói chuyện này em thấy em gái của anh này có cái gì hợp nhau và có gì chưa hợp nhau không? Nói chung là em cũng là một người truyền thống, phụ nữ truyền thống. Còn em gái của em á, thì thực ra 31 tuổi nhưng mà nói chung vẫn là một đứa con gái rất là thuần khiết, truyền thống. Nói chung là nó hiền, với này nó cũng nhút nhát nữa. Còn bạn nam thì nói chung là hơn một tuổi thôi, nhưng mà bạn cũng từng trải. Thì nói chung là bạn từng trải, với lại bạn nói chung là bạn cũng trong cuộc sống là bạn cũng quyết đoán. Thì nói chung là bây giờ thì hai em thì cứ gặp nhau rồi cứ cảm nhận về nhau như thế nào, rồi cho nhau cơ hội, chứ còn là tùy hai duyên hai người nữa. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi em cảm ơn trai. Chương trình. Nhà trai đi với ai? Giờ em đi với anh bạn là em là thầy giáo ở nhạc viện ạ. Dạ. Vâng, em xin chào MC Quỳnh Linh và chào thầy giáo. MC Ngọc. Dạ, chào nhà trai ạ. Dạ. Thì em gái bên này rất là dễ thương. Có lẽ là như chị bên đó có nói thì em còn những cái mối quan hệ thì mình cũng còn chưa có đi sâu, cho nên là có những cái thì mình còn chưa biết. Thằng em của anh thì nó hơn một tuổi thôi, nhưng mà đó như nó nói nó ra đời rất sớm. Cho nên anh nghĩ là chính vì cái ra đời sớm của nó thì cái sự va vấp đó, cái sự từng trải đó thì ít nhiều nó sẽ là một cái sự bù đắp cho em, có sẽ chia sẻ được, sẽ hiểu cảm thông cho em được. Còn thì anh cũng rất là băn khoăn cái vấn đề hút thuốc của nó, cũng như là vấn đề là anh nghĩ là có khi trong cuộc sống nó cũng stress nhiều vì công việc, vì một mình nó phải lo toan. Rồi thì anh cũng hy vọng là
khi mà tụi em mở rào ra thì cứ chân thành chia sẻ hết với nhau để xem có mình có một cái cảm giác gì đó có thể đem lại cho nhau để có thể xây dựng mối quan hệ được hay không. Thì anh nghĩ là có thể em là sẽ một sự bù đắp rất là tốt khi mà giúp cho nó có thể kìm bớt lại được. Hai đứa cũng nóng tính thì thôi, cũng cái đó chắc cũng cố gắng phải tự kiềm chế bớt. Thằng em Quang thì nó rất là thẳng, nhưng mà thật sự là nó rất là chân thành. Và nó cũng cần một người phụ nữ ở bên cạnh nó. Nó rất là yêu thương, chân thành và nó chiều chuộng. Anh hiểu cái chuyện đó. Thì anh cũng mong là hai em sẽ nhìn nhau, cho nhau cơ hội, cứ chia sẻ thẳng. Thì còn anh chỉ biết nói vậy thôi, chứ anh không thể nào anh nói chủ quan theo cái của anh được. Đó, thì anh rất là mong tụi em sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn nhà trai, nhà gái. Từ bây giờ chúng tôi hỏi nhà trai, chúng tôi hỏi nhà gái để cho hai bên hiểu nhau một phần nào đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt, cảm nhận. Và còn vấn đề nào bây giờ mà chúng tôi chưa hỏi đó, các bạn có thể hỏi để hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu đi em. Bó hoa dữ. Dạ rồi. Bó hoa từ tay em làm. À dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh nè. Rồi, anh cảm ơn nhé. Để đây đi em. Em muốn rồi, bây giờ mình cứ cởi mở nha. Dạ. Những gì mà cần hỏi, cần nói chuyện cứ trao đổi nhau. Dạ. Cái gì em quên rồi. Chân. Ngọc An. Ngọc Anh. Ngọc Anh. Anh. Dạ. Ngọc Anh. Dạ. Hiện tại Ngọc Anh đang gọi là buôn bán ở một cửa hàng, mua bán một cửa hàng. Dạ đúng rồi, em hàng em làm bán hàng ở cửa hàng chuỗi tiện lợi anh. Hóc Môn ở đoạn nào? Dạ ở chỗ gần An Sương anh. An Sương chạy xuống. Gần An Sương. Dạ. Anh cũng hay, khách hàng của anh cũng hay đặt khoa và giao xuống gì đó. Dạ. Cảm nhận về em khi gặp anh lần đầu như thế nào? Khi mở rào ra thấy anh thì em cảm nhận như thế nào? Mới đầu thì em cũng hồi hộp lắm, không biết sao hết. Tại vì bình thường tính em cũng khá nhút nhát ấy. Thì mới đầu nhìn thì em thấy anh thì cũng kiểu như anh phóng khoáng đồ ấy. Nên em thì cũng... tại vì cơ bản như này, anh ra đời sớm, anh nói thật. Dạ. Tại vì anh ra đời rất là sớm. Và anh chia sẻ điều này luôn. Anh sẽ chỉ lấy người... Tại vì anh đã từng sống trong một cái gia đình. Anh nói thật, từ nhỏ, ngay từ nhỏ anh từng... Bố mẹ anh ly hôn rất là sớm. Bố mẹ anh ly hôn rất là sớm. Cho nên anh nói thật, anh phải sống trong cái nhà là hai ông bà mà không hợp nhau á. Ăn rồi anh nói thật, nhiều khi á 11, 12 giờ đêm cãi nhau y đùng, đòi viết giấy ly hôn. Lúc đó mình còn nhỏ, mình phải làm cái gì? Anh nói thật, phải chạy ra nhà bà ngoại, chạy qua nhà dì đập cửa y đùng lên mà kêu cầu cứu con qua, đừng can ba mẹ con đi, đừng có để ba mẹ con viết giấy ly hôn. Cái gì? Mà chuyện dường như là nó xảy ra như cơm bữa. Mà cho nên anh muốn sau này anh lập gia đình điều đó không bao giờ lặp lại. Anh không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa. Anh nói thật, người ta nói gì? Môi trường sẽ hình thành nên tính cách. Mà cho nên anh có những cái gọi là anh bị ám ảnh bởi những điều đó. Cho nên anh nói rồi, anh muốn lấy một người vợ và phải thấu hiểu. Chẳng hạn như là mình có gây gỗ, đừng bao giờ gây gỗ trước mặt con mình. Cái đó là anh nói thật, đừng bao giờ gây gỗ trước con mặt con của mình. Sẽ tạo cho nó một cái gì đó không hay về cái nhìn của cuộc sống gia đình, về sau này của nó nữa, ảnh hưởng rất là nhiều thứ đấy. Em có gì muốn hỏi anh không? Em thì em thắc mắc là nếu mà em với anh mà có hợp nhau ấy thì anh dự định là khoảng bao lâu ấy thì mình kết hôn, tính tới kết hôn, rồi kế hoạch tương lai của anh kiểu như thế nào? Như em làm công việc ở đây á thì công việc nó xoay cá ấy, cũng khá là bận ấy. Kiểu như mình, em nghĩ là mình cũng là thuộc tiếp người truyền thống cho gia đình. Nhưng mà kiểu như nếu mà công việc mà em làm xoay ca như vậy ấy, thì không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về công việc của em á? Không, cái thời gian làm không có vấn đề gì, xoay ca là vẫn công việc của mình mà. Mình làm thì mình tới giờ thì mình cứ về thôi, cái đó không phải là vấn đề. Nó gọi là cái gì nó ghê gớm lắm. Không, có lúc là em nhiều việc quá thì em cũng là người dễ bị cuốn vào công việc á. Em sợ là đôi khi mình là mình không có chủ động được thời gian. Không, nhiều khi em làm hoài, em làm không ăn cũng được nữa. Ủa là cửa hàng đó, cửa hàng gì ha? Dạ, cửa hàng tiện lợi anh. Cửa hàng tiện lợi. Dạ, dạng như xe cộng, ca cộng, dạ, đồ các thứ đúng không? Đúng rồi, dạ.
Ca cộng là kênh coi tivi đá banh à? Dạ. Chứ ca cộng không, không phải là siêu thị tiện lợi. Tại vì lâu rồi anh quá. Tại vì lâu rồi em không có vào cái đó mua nên không à. Em nhớ không có nhớ gì. Ngọc Lan ơi. Tôi đùa đó. Tôi ngồi tôi buồn. Em hỏi anh là khi nào đúng mình nghĩ tới rồi. Cái chuyện mà kết hôn là gia đình. Vậy thì anh hỏi em là một câu này nhá. Dạ. Quan niệm của em như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc của em nó là như thế nào? Hạnh phúc á, quan niệm của em về hạnh phúc ấy nó đơn giản lắm. Kiểu như hạnh phúc là mình cứ góp nhặt từng cái nhỏ mình rồi. Phải vun đắp, lúc nào mình cũng phải vun đắp hết đấy. Dạ đúng rồi, em chỉ có quan niệm vậy thôi. Hai người lúc nào cũng vậy. Dù bất cứ có chuyện gì mình cũng phải chia sẻ cảm thông với nhau, rồi lúc nào mình cũng phải vun đắp. Đó, quan niệm của em là đơn vậy thôi. Hạnh phúc của mình thì mình góp nhặt từ những điều nhỏ vậy thôi. Rồi, rồi anh sẽ trả lời cho em có vấn đề về hôn nhân. Anh là một người gọi là anh đã đời sớm. Có chuyện nấu nướng, nhà cửa, dọn dẹp, nói chung anh làm được hết, anh làm rất là vô tư. Nó không có là cái gì với anh hết á. Em biết nấu ăn mà đúng không? Dạ, em không có thường xuyên nấu ăn nhưng mà biết. Nấu thì không tệ. Được rồi, quan trọng là mình có muốn hay không thôi. Chứ còn vấn đề làm được hay không thì không biết thì mình có thể học được. Cái đó không phải là vấn đề. Đó không phải là vấn đề. Anh sẽ nói với em vấn đề kết hôn. Khi mà đủ hiểu nhau, đủ một sự tình yêu, thương dành cho nhau, và đủ gọi là sự rộng lượng, bao dung. Khi mà đối phương có một cái gì đó gọi là không đúng ý mình, sai, phạm lỗi gì đó, đủ bao dung rộng lượng, và mình cảm thấy mà mình không thể sống thiếu người kia, mình còn lại. Rõ ràng việc cuối cùng là đi đến hôn nhân. Và hạnh phúc cũng vẫn chưa phải là hôn nhân. Hạnh phúc là phải cùng nhau già đi cơ. Phải cùng nhau già đi. Chứ hôn nhân cũng đầy người, hôn nhân đâu gọi là hạnh phúc. Phải cùng nhau già đi mới gọi là hạnh phúc. Chứ hôn nhân nửa đường gãy gánh cũng bình thường, nó không phải là hạnh phúc. Và mong muốn tìm được một người phải đi cùng mình đến hết con đường. Đến khi cả hai cùng nhau già đi để mới gọi là hạnh phúc. Và thì muốn nói với em, phải cùng nhau buông bán những cái nhỏ nhất đấy. Và khi đủ yêu thương thì chẳng hạn năm nay anh có thể tuổi anh, mà bây giờ thì đến cuối năm thì nó quá nhanh, nó quá gấp đúng không ạ? Hôm qua anh cũng nói chuyện với bạn anh ở bên dưới, tại vì hai anh em rất là thân nhau, hai anh em hay chia sẻ với nhau những cái điều trong cuộc sống. Hai anh em rất là thân nhau đấy. Anh kêu nhiều khi được thì nhiều khi chắc tôi cuối năm tôi cưới luôn á ba, đâu gấp dữ mày. Không vậy thôi, không gấp thôi, ra duyên. Đó. Thì hôm qua hai anh em nói chung là khi mình đã hiểu nhau, đủ hiểu nhau thì cái chuyện đi đến hôn nhân là nó chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu mà mình hiểu nhau, mình đủ hiểu nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn thì mình đủ các thứ thì nó sẽ nhanh thôi. Có thể là cuối năm hoặc có thể là ra duyên, vấn đề đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng mà anh thấy tụi em cần giải quyết nè. Trong một cuộc cãi vã kịch liệt với nhau, ai là người bớt nóng? Em nghĩ là em đang gọi là kìm được những cái nóng đó của em. Tại vì có chuyện thực tế luôn. Và em cũng chưa có kể mấy bữa gặp. Bình thường em hay kể anh bạn em nghe lắm. Hôm đó em đi quýnh cầu lông. Em đi quýnh cầu lông mà có thằng đó nó nhỏ thôi. Ở trong cái tem nó quýnh nó mà gọi là nó nhỏ hơn mình mà nó hỗn. Nó phải nó hỗn nữa mà mình khi mà nó báo điểm em hỏi điểm nó. Và sau đó nó gọi người tới chặn đường em không cho em về. Nó gọi người thân của anh em của nó tới chặn đường em luôn á. Em rất là bình thường, em rất là bình thường. Nói chung là em rốt, em cũng nóng lắm nhưng mà em rốt, em kìm lại. Chứ mà lúc trong sân là em ý định là em đấm cho nó một cái rồi đó. Nhưng mà em nói thật, tưởng nó mà mình lớn như vậy mình đấm nó thì mình bậy quá. Mình đã sai mình còn bậy nữa, em nhìn. Và sau đó nó kêu người tới chặn đường em ở dưới á, là đợi em đi xuống á, là nó nẹm em á. Nhưng mà đâu có được, bạn em ở đó, mấy anh gọi là chủ sân cầu lông đó, thì em cũng gọi người ta ra nói chuyện rồi đuổi tụi nó về. Là anh ấy đang nói là anh đang học cách kiềm chế cái cơn giận của mình. Anh đang cố gọi là học điều đó. Và anh nghĩ là anh dạo này đã kiềm được một phần nào, nó không còn nóng như xưa. Em thì em có hai điều băn khoăn về anh. Thứ nhất là hút thuốc. Thì nãy anh có chia sẻ là mình thời gian mà dành cho bạn bè đồ á. Thì rõ ràng bây giờ hiện tại bây giờ anh đang độc thân.
anh đang độc thân, ở nhà anh có một người gì, nói một điều như vậy là đàn ông. Ngày xưa á, dì cứ kêu á, dì hay nói với anh á, dì đó là dì thương anh nhất nhà. Dì hay nói với anh á là đàn ông á cứ lo sự nghiệp đi, đừng có lo gì cái chuyện vợ con á, từ khi có sự nghiệp là vợ thì lúc đó không có thiếu đâu, đừng có lo. Mà sau này dì phải đổi suy nghĩ, dì phải nói với anh là chơi đi, cứ chơi đi, chơi chừng nào chán rồi hãy lấy vợ. Chơi chừng nào chán rồi hãy lấy vợ, chứ đừng có mà trẻ không chơi, già rồi đốn. Không, tại vì cơ bản cái điều đó thì ở nhà dì rồi đã có người có gặp phải điều đó, và bạn bè của em đã rất là nhiều người, em đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp như vậy. Khi chưa có vợ, chứ con chưa có gì đó thì ngoan hiền lắm. Khi có vợ, có con, có một cái gì đó trong tay là bắt đầu đổ đốn, là đó như vậy. Thì em nghĩ là chơi thì cũng đủ rồi, nên mới quyết định đăng ký hẹn hò ở đây. Tại vì cách đây hai năm trước anh có đăng ký một lần. Nhưng mà hôm đó thì anh bận công việc, anh không có sắp xếp được để anh đến. Và hôm nay anh mới đăng ký lại. Anh nghĩ là mình gặp ở đây là một cái duyên. Anh thấy em biết nói nhờ? Dạ đúng em, rồi em. Em biết đôi nói. Khi là trước đám đông em vậy thôi, chứ đi bán hàng thì lại khác à? Dạ tại vì, dạ đúng rồi. Không, anh là một người gọi là có một sự tự tin nhất định ở bản thân mình, cho nên vậy là, đó, cho nên anh nói là mình gặp đây ở đây là một cái duyên rồi. Nếu như có thể thì mình hãy cho nhau một cơ hội. Bây giờ em trai, bây giờ mình nói cũng nhiều, cũng hiểu nha tính cách rồi đó. Bây giờ em bước tới cô gái, em nắm tay cô gái nha. Em nói tất cả những suy nghĩ nãy giờ em cảm nhận từ cô ấy như thế nào, và ngược lại cô ấy cũng nói cảm nhận em thế nào. Bước tới đi em. Hai người nắm tay, nhìn thẳng vào nhau. Em cao mét mấy? Dạ, 1m62. Nếu như bây giờ có một người mang đến cho em một sự ấm áp, thì chắc là hạnh phúc. Tại vì thực tế đó, hạnh phúc thì nó bao gồm nhiều thứ. Nó bao gồm rất là nhiều thứ. Nhưng mà có một người mang đến cho em một sự ấm áp, một sự quan tâm, và có thể chia sẻ cùng em mọi điều ở trong cuộc sống này, thì em sẽ lấy cái gì đó, lấy điều gì từ em có, em đổi lấy. Em có đổi không? Em thấy cái nào cũng vậy thôi, mình phải có sự qua lại không. Kiểu như không, nhưng mà không, nhưng mà chỉ cần đổi một thứ thôi là anh sẽ cố gắng mang những điều đó cho em, mà ngay cả hạnh phúc. Em biết điều gì không? Dạ, điều gì ạ? Cơ hội. Chứ cần em cho đi cái cơ hội ngày, cho anh cơ hội ngày hôm nay, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ. Nói em hãy hát tặng quay một bài nhắm mắt lại đi. Mở mở như vậy người ta hết hồn. Anh nhắm mắt lại đi. Hồi trước anh cũng hay đi hát lắm. Hồi trước anh hát rất là hay đi hát, mà dạo này gần đây là có nhiều việc stress, anh ít đi lại. Nhắm mắt lại đi, anh hát cho em nghe một bài và cảm nhận. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xinh đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoan văn, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia, yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được gần kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Rồi em cảm nhận gì không?